mà không bơi đi đi đó. Đó, từ từ nhớ, lát nữa con nhớ nuôi con thả chỗ này để nó bơi xuống đây. Dạ yeah, có ai con thả xuống này nó bơi ra. Đừng rồi cái mô nguy hiểm đấy. Không sao đâu mà bên nào chớm con đi vô đây này con. Ai gì đây? Xin lỗi. Đứng đấy đừng nguyên đấy đừng có lên. Rồi. Em lấy thêm. Đổ nước vào trong lấy thêm vào. Rồi. Hai bạn về nhà hiếu thảo dân bài cho mẹ nha. Đi học nghe lời thì cô giáo dạy nha. À gì đâu vậy? Đấy là bông lục bình. Lục bình. Cái bông với cái sữa. Hai con có thương ba mẹ không? Dạ có. Rồi lễ phép quá ngoan quá. Đừng đi với người lạ nha. À gì đâu vậy? Hai chú bé hiếu thảo quá. Hoàng quá, đi phóng sanh với ba mẹ nè. Vậy tháng này tháng Phật đản rất là bà con phóng sanh nhiều em ạ. Dạ, ngày nào cũng phóng sanh là gì được. Di chuyển ở đây. Thả chỗ này nghe. Thả chỗ này cho tụi nó. Thả đi ạ. Tiếp bước một chân ra thì viên này. Thì vào ngồi xích ra đây để anh. Thì vào ngồi xích ra đây. Tiếp để một chân đây một chân đấy. Rồi đúng rồi. Tiếp cầm đi để bố phân ngồi. Mình vô ngồi ra đây. Đúng rồi. Anh lấy vô ngồi thả. Đưa cho em thả với. Chưa bao giờ được đưa ba cái. Ê có con nó chui vô. Thả đi kệ nó kệ. Nó chui đâu kệ nó. Đưa cho em một con. Con cầm rồi đừng có bóp nha. Đâu con được. Cầm đi, thò hẳn xuống. Lấy cho em một con tí. Lấy cho. Rồi. Thả. Thả từ. Rồi. Thả nó từ từ. Con thả xuống nước, con để cả cái tay xuống nước. Nè, đeo vào lấy cho em. Ấy, này đi rồi. Con thả cái, để cả cái tay xuống nước. Để tay bắt lại. Ơ, không có chơi bắt lại, thả không có chơi bắt lại. Ủa, cái gì? Đấy, hôm nay cầu nguyện cho nhà mình được may mắn. Hả? Không có gì. Nhận được. Đưa ra em một con. Nó ngọt lắm. Nói thế nha. Nó ngọt lắm nha. Mình bắt đi phóng sinh ở cầu nguyện. Ghê quá, ngọt lắm. Ngọt. Ba bé. Đưa vào xem nào. Liệu nó sống được không nhỉ? Ba sống dai lắm. Dạ, dạ rồi. Bơi kìa. Bơi cho. Ơ, đừng cho đấy, xuống dây dốc. Thì ở đây được thôi. Con này mạnh. Con mạnh. Đi xuống. Rồi. Có để nó. Đây, từ từ để đây, nó tự đi xuống này. Các con nhìn nào. Đây. Đây, tự đi xuống này, đi vào đây. Đi vào. À, đi xuống đi. Ui nắng lắm. Thôi được rồi, các con lên thôi được rồi, nắng lắm. Đi lên trước đi, đưa cho mẹ cái lọ. Trèo lên. Đưa hai tay con đưa cho mẹ với người lớn hai tay. À gì đã Phật. Rồi, rất lễ phép. Cái gì?
là cái thùng lươn này á là tất cả là anh với Nga cả nhà á, thùng lươn ở dưới. Thùng lươn cái này ha. Ở đây có lươn người ta chặt đó. Em một con đi. Con cuối cùng, con cuối cùng. Em một con.